นี่ยืนตรำก็ตนาบให้นั่งสไลด์ขมายก็ตนาบปีครับสไลด์ขมายกระลักครับตรำวิจโจคณีจังมั้งยืนตรำบานมายกกันตลอดใต้ไปยืนไปหยับเพื่อยืนตรำตาปีตะใบม้องกับบานนะอันนี้หยกดักเวตรำมายกHere for the sweet rice wrap. And this is wrap for the bowl nom soy. I'm using glutinous rice flour or sweet rice flour. We need 1.5 cup. Yeung trau ka ma sau dam nap 1 cup ka la. Cup yeung prau ni 1 cup nang vea tngon vea prahai chea 120 gram.1.5 cup, 1 cup ก็ละ add a little bit of salt about a quarter teaspoon ดำเบิ้ลติ๊กมาประมาณจีมวยเพียบบุญสลับเปรี้ยวกาแฟ a quarter cup of sugar สกอร์ซอมวยเพียบบุญครับประมาณจีไซส์สับกรัมสกอร์ซอ mix well go with salt นะone egg ปองวนมวย half cup of water ตักกระครับประมาณจีมร้อยมาเพย์ปรามเตอร์มร้อยสามสิบมิลลิลิตรตัก we can use coconut milk if you like coconut milk just use coconut milk instead of water บะซึ่งจีบองโอนจังดักตีโดนกับบางนะThe butter mixture it should runny but it's not too thin. Dương lia hào nhé. Vì mà sao vì vì dương lượng máu vịt lẹn chừng. Phần tai cũng oi riêu về nhé. Phần nâng mà là mồm. Tại bữa sân chỉ bong ôn lia từ. Vì nấu khắp cột về dương ai tham tậtmùi sập bìa pi tiết là màu màu bìa ran giống á là màu màu bìa lợn màu lẹ trắng màn này we can cook it right away dùng ai vô bìa tàu trồng ăn bán dùng bạch áp bìa I'm using this waffle makerยำปลาปุ่มนี่นะปุ่มสำหรับจะวอฟเฟิลนี่ if you don't have something like this you can use the regular frying pan บะซึ่งจะบองปลาอุ่นเอาเมียนปุ่มใช่ไหมอาจปลาเตะธรรมดากับบานได้นะ I will show you how to use the frying pan after this ประต่อไปยำจะปุ่มนี่ให้ยำปลาปีระเบียบจังเลยเตะได้นะusing medium heat เพลิงยังปลากำลังกระดังมาชุ่มมาไหม apply some vegetable oil ดักคลายติดบีเนจจัก 1 tablespoon of butterยังดักตามมาสปรีมาได้นะ kind of spread it a little bit ยังเวทเวียนติ
cover it for about 30 seconds. Crop we have high gear some subdignity. Want to flip it to the other side. Crop high gear glacity. Hi, young fry to my hand. Cook it about another 30 seconds. After another 30 seconds on the other side, we can open the lid. Now we have the sweet dryer. Allow young man support num sạp chop num soy. We continue to cook it until we get all the butter done. Hay young đã về đập chân tỏ mà nó. Phleung cũng ỏi cđau pệ na cđau mạ chung ba na it 1 tablespoon full of butter jeung đạ mà sao dân liền hai nó mua sạp bia bánh nhé nè kind of spread it well và dân viên về bình phùng máu want to cover it on medium heat about 30 seconds dân crop via lưng cầm đảo cái đau mà chung mắt và hai chia cả lạc này tì tóc ba này rồi mùi mà sạch tốt mà plate đó dân xem ăn. Dân crop ăn mặc hàng từ bộ có hai chia cả lá này tí rồi môi có mà là mồm là bị chấn á dân chạy mờ hay dân crop viên tư mặc hàng tiện và hai chia bồn đập vị này tí rồi môi có ta mặc plate tất bàn này của em mà sao bị đau nhớ á bụng bị chập đam cái đau ấy dương chậm ấn coi với căn là chập chập cho ấn đây dương mơ tam là ngắt mà bụng dương cái đau kháng cột mà mập lệt mà cover it back about 10 seconds cột bia quên và hai chuyện đập vị nịt tí rồi mùi tam mập lệt đó. I make one more and after this I'm gonna show you how to make with the regular frying pan. Nhôm đặt vị lột mùi tiệt và to bên này nhôm và hàng bìa chạm nâng tẻ thò mà đá. Dân crop vị này dân còn là sạc cọp vị ở vị sạp bạc nữa mà plate nữa vị chân hà nâng crop vị ở vị sạp bạc nôm nâng mà phiền thông mới được diện thông hai chia cả lạc nhiệt tiên chân đó dường bạc màu bánh đặt một hàng tiền của anh nhóm pra bông đi về bà flip về bà pra mà nhóm pra nông mòn hoặc pra bông phân nắng mà plate chân bạc máu thì nhé về để chân này mà sao với đàn nhẫn. Dùng mồm mà dừng bay cho nhà lửa ai bông đội nhôm chứ phải dạp thì dạp việc cột lửa đầy
bẻ chanh máu khổ bia tơ vinh và hai bọc plate tiết á. Dân chạm về hai chân máu tòa dân chồng hơi mà sao tình nào hai dân chọc về mộng we get the wrap ready and after we cook the sweet rice we can wrap it after this. I'm gonna take this out and show you how I make with the regular frying pan. A little bit hot. Yeah, I use the regular frying pan. Apply a little bit of vegetable oil. That clang thing, isn't it? Wait until the frying pan is hot. Chạm tàu về cả đầu sân á. After it's hot, we also put 1 tablespoon of butter. Và tòa bị việc cả đầu hơi dừng đã mà sau nó nguôi lập rìa bài châu lên á. Want to spread it well. Dừng quệt việc mà máu. Leave it there for about 30 seconds. Tục mà trong hiên đang phải hai chìa xàm sập vị nhiệt tí sẵn lắm á. Cả là nhiệt tí sẵn. About 30 seconds we can flip it. Hai chìa cả là nhiệt tí vậy tới vì dương prai việc bạn nè. Press it a little bit. With the clean spoon. Dân sẽ cọp nâng sạp rìa sạp tích mà. Vô sạp rìa sạp. Vô mà sạp cọp rìa. It's my crown. Cook about 20 to 30 seconds for each side. Dương đặt về và hai chìa là nét tí á, mặt hàng là nét tí chân máu với chân này. Rồi môi có dương mà là mồm mà ạ. Bỏ việc bàn chứ á, mà ạ phải việc bàn chân chân này nè. Vì sẽ đang nhấn về chạp chân này. We want to cover it, don't want it to be dry out. Dân cột vía, cùng ai vía smooth rừng. Bring some water to rolling boil. We gonna steam the sweet rice. Dân đặt đam tật ở phú nát tịch tiệt dân đặt ăn co chùm hỏi. Here is the sweet rice and the black bean. That we already soaked. And this is the one that we have to come out. We have to put it in. It's good to soak it overnight. Or at least about 2 to 3 hours.
nhôm tram mà này tram mà dục bơ sân chỉ dừng ở ban tram mà dục ấy đội nhôm thà chứ tram về bị bảy máu nó bị tôn lọ chồng hồi tới về tôn lọ you want to clean it about 1 to 2 times dừng liêm về hai mà tắt tí nữa add some coconut thread dừng đã sạch đúng you like it more you can add more here I'm using about 1 cup of coconut thread sạch đúng đi bây giờ cho chật tráng nhưng đã tráng đó nữa anh ấy đã phải 2 cup add some salt đậm vừa thì chứ about 1/2 teaspoon of salt bỏ lớp 2 chia glass lập phía cà phê mix it well cho bỏ cho kia sọc nè we gonna put it to steam dừng đã về chấm hỏi you make the hole in the center dừng cái cái đá là bà hào quá nè here the water is start to boil right now so we can put it to steam steam it on medium high heat about 30 minutes to 40 minutes or until it cook dừng đặt trong hơi phương cầm đảo cái đá mặt chung á và hai chế cả là máu 30 mệt tí tâu 30 mệt tí rừng tỏ bài nâng về chân á chẳng dừng chạy mơ về chân á here we prepare the topping the sugar and the toast sesame seed ani jeung bok lango chmuoy skor srap dak neu lơ nom nung I'm using a 1/2 cup of sugar and we add about 2 to 3 tablespoons of toast sesame seed roast sesame seed là ngô đi là ngô chân á là ngô linh hỏi dựng đã bài pi bay sập rìa bài tớ hay score bài chia cả là khắp bài chia 80 gram score số rừng bị đã score vẽ cả đá là ngô vẽ cả đá Here I already steam it about 30 minutes. Check it out. Đi nhôm chấm hơi cả lá màu nữa nè. Check. Thing is cooked. Especially the inside. Sọt trùng Vì chân á Nhưng cho bạch tư việc bạch tôn tương ọt ọt nơi đông tông mất chân này If we check it We found it's not cooked Not completely cooked yet We can test it If it's not cooked We can continue to steam it About another 10 more minutes Or until It completely cooked bất sân chỉ dừng vô tranh màu gì vì rồi mới còn nhám xạ mờ toàn chân á dừng cho hơi vì bài chỉ buồn đọc để tì tiệt đó nè rồi mới có to tại vì chân lỏ ta đi chân đấy cả là mỏng
dùng trôi về sập á nha, trôi về tí and here is the wrap and it's a bọt để dùng dùng chấm ăn về môn nắng you want sweet rice wrap bẹt sổng này quá nó hay dùng vô sập bọt nung nâng mùi má grab one tablespoon full of steamed sweet rice. Sweat it a little bit. Sprinkle the sugar and the sesame seed on the top. Hay dâng rồi là ngủ linh cho mùi score so á. Và hai chi cả là sạp rượu bài á. Hay chá dù like a half tablespoon of sesame and sugar. Hai dương chặt đàm rung vía nè. Yeah, we got the sweet rice in sweet rice wrap. Or we call đi nung sôi. Ở lẩu dương ba nung sôi ấy. If you like it a little bit more sweet, we can add more the sugar and sesame, the raw sesame seed. And if you want to cho chất và em khá, you đã ở tràn đó nữa. Ta có là sạp rìa nó với lòng mồm ở bên năng. Can you press it a little bit when we fold it? Dương về dương rúng á, dương sạc sạc lên tịt.